Alright, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube HP Nguyễn, những loài sống dưới nước của mình nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục cùng các bạn xem những video cá cảnh độc lạ trên TikTok phần 2 nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ ghé thăm cái kênh Sinh Cường nha mọi người, hay còn gọi là Omega đó, trên kênh YouTube của Omega. Coi hen. Khách của shop Xuân Cường order cá săn mồi kiểu chuyện là shop mình có rất nhiều anh lớn thích chơi những con cá săn mồi độc lạ, và đây là một loại cá mình. Đây, các bạn biết con này con gì không? Nghĩ rất ít người biết tới. Nhìn ngoại hình thì nó khá giống với một con lươn, nhưng lại có tay bơi và hai mang gần đầu. Chắc bảo đảm có mấy cha ngoài nói con khủng long củ sừng mà bị rụng sừng nè các bạn. Thì đây chính xác là một con cá phổi nha các bạn, cá phổi châu Phi á. Thì thường những loài cá phổi này lúc trước mình có từng làm những cái clip về tóm tắt về những loài cá phổi này rồi các bạn. Thì nếu các bạn nào chưa xem thì hãy vô kênh của HP Nguyễn lục lại để xem, để biết nha các bạn nha. Thân hình thì dài ơi là dài, kèm theo một khuôn mặt ngây thơ vô số tội. Thực ra đây là loài cá phổi châu Phi, loài cá rất ít khi bắt. Nhìn cái chân của nó đã quá các bạn, nhìn chân của nó nhỏ xíu à. Trên thị trường và cũng có rất ít người chơi, nhưng loài cá nhìn nó giống như con gắn mối vậy. Mở cổ chân chân nhỏ xíu giống như hai sợi chân bèo vậy các bạn, hai sợi gãy bèo. Con này lại rất nổi tiếng trong giới cá cảnh bởi khả năng sinh tồn của mình, và đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm thực tế loài cá phổi này. Các bạn đoán thử xem giá trị hiện tại của nó trên thị trường là bao nhiêu? Còn bây giờ mình cũng bộn ạ. Con này thì để đoán hả, tùy theo chỗ bán nữa các bạn, nếu đoán thì đoán không ra đâu. Mình đoán tầm khoảng 700. Con đại nha. Sẽ đóng hàng và ship cho khách thôi. Khách của shop Xuân Cường order. Rồi thì clip này hết rồi, để mình xem clip khác ha các bạn ha. Các bạn đợi mình xíu nghe. Thì clip tiếp theo này ảnh sẽ hướng dẫn cá săn mồi ăn trên cái tay của mấy bạn sẽ như thế nào, thì mời các bạn cùng mình xem ha. Làm thế nào để cá săn mồi ăn trên tay của bạn? Việc cho cá săn mồi ăn trên tay là một công. Con này là con chê mỏ dịch da báo nè các bạn. Con này mới đúng là chê da báo nha, chứ không phải chê cọp nha các bạn. Các bạn nhìn kỹ cái bông đốm đốm trên người nó nha. Nó vừa giống hồng dĩ mà nó vừa giống chê cọp, mà nó lại hoàn toàn khác hai loại đó các bạn. Thì có một số người cho rằng là con cá hồng dĩ nó phối giống với con cá chê cọp, nó ra được con cá chê mỏ dịch da báo này các bạn. Thì mình không biết thông tin nó chính xác hay không, nhưng mà mình nghe người ta nói vậy đó. Việc cực kỳ nguy hiểm, đôi khi bạn sẽ bị cá săn mồi cắn vào tay và có thể. Cái này thì đúng rồi các bạn, mình hồi lúc trước mình có nuôi một con lóc bông á. Nếu các bạn có coi clip cá lóc bông của mình thì các bạn chắc cũng nghe mình kể rồi. Thì bây giờ để mình kể lại luôn. Thì lúc đó mình cầm đút con tép vậy nè các bạn, thì con cá lóc bông nó bằng ngón út của mình á, nó dưới nó bay lên nó táp con tép á, mà nó bay nó đói quá, nó bay lên nó gị xuống kéo đứt tay mình lần luôn, như dao gạch vậy. Công nhận răng nó dữ thiệt, chảy máu bất kỳ lúc nào. Nhưng việc cho cá săn mồi ăn trên tay cũng mang lại rất nhiều điều thú vị. Bạn có thể cảm giác gần gũi với loài cá của bạn hơn. Ngoài đúng rồi, làm cho nó dạng hơn á các bạn, với mình cảm giác thấy nó đã sao các bạn, giống như là nó giống như nó bạn của mình vậy. Mình chăm sóc nó vậy mình cảm thấy vui nha. Thực ra bạn cũng có thể ngắm con cá của mình một cách kỹ càng hơn, giúp cá săn mồi không bị nhát người mà càng ngày càng năng động. Vậy làm thế nào để cá săn mồi ăn trên tay của bạn? Nói sớm giờ mới bắt đầu vô vấn đề nha các bạn nha, mới bắt đầu vô vấn đề đó đó. Khi mới mua cá về, bạn nên để cá của bạn thích nghi với hồ trước,
Chẳng hạn như tạo cho cá một nơi trú ẩn an toàn. Sau khi cá đã quen với hồ, bạn cần cho cá nhịn đói 1-2 ngày và tập cho cá phản xạ khi thấy có thức ăn tới. Không nên cho cá ăn quá vội vàng, chúng ta cần cho cá ăn một... Cái điều này thì mình thấy đúng rồi các bạn. Tại vì nhiều bạn cũng mắc sai lầm cái lỗi này nhiều lắm á. Mới mua cá về không setup hồ kỹ, để cái hồ chống lốc rồi các bạn, rồi hỏi sao cá nhét nó không chịu lên ăn. Thì đương nhiên là nó không chịu lên ăn rồi các bạn. Tại vì nó nhét lắm, mấy ngày đầu về nó nhét, nó phải quen với cái hồ rồi nó mới ăn được. Cách từ từ và từ tốn. Sau một thời gian, cá sẽ tự động ăn trên tay của bạn. Ghê chưa? Sau một thời gian là cá nó tự động ăn trên tay của bạn à. Nếu bạn làm cho nó dần dần, nó cảm thấy an toàn nha các bạn. Giờ mình sẽ đến với clip tiếp theo nha, là clip cá chê panda mà size mini nha các bạn nha. Đố các bạn biết tuổi cá chê đang làm hành động gì? Nếu như các bạn chưa từng nuôi qua cá chê thì rất khó để biết được việc làm này của chúng mà ý nghĩa gì. Nó là nó hay nằm mà hồi lúc trước là mình hay gọi nó là thả trôi đó các bạn. Giống như mình đi bơi vậy đó. Nó nằm nó hay ngửa lên, nó nổi cái đầu lên mặt nước, nó thả trôi, thả lỏng cơ thể. Đây là lúc tụi cá chê nghỉ ngơi và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ của mình. Khi đó, tụi cá chê sẽ bơi theo phương tạng đứng và nằm một cách cực kỳ bất động. Nhiều người không biết nhầm tưởng rằng tụi cá chê đang bị bệnh và sắp chết rồi các bạn. Tuy nhiên... Thì mấy con cá chê này nhỏ xíu đã quá ha các bạn ha. Mấy con này cỡ ngón út chứ gì, nhỏ, sợ nhỏ hơn nữa đó. Lúc trước mình cũng có nuôi 2-3 con, mình nuôi tới nó bự luôn á, mà mình nuôi con cá chê bạch tạng này nha. Cá chê trắng hồng mà hồng phấn đó các bạn. Thì mình nuôi trong lưu tới nó bự luôn, mấy kilo luôn. Rồi mình thấy nó ở mình buồn quá, mình mới đem mình thả nó luôn. Hoàn toàn không phải. Ở trạng thái này, cá chê sẽ hạn chế được việc tiêu hao năng lượng. Mặc dù là nằm bất động như vậy, nhưng cá chê vẫn cực kỳ tỉnh táo. Nếu các bạn đụng vào bể thì chúng sẽ bơi ra một cách rất là hoảng loạn. Khổ ha các bạn ha. Nó nằm, nó nghỉ ngơi, nó thả lỏng, chìm vào trạng thái ngủ, theo như ảnh không? Đây là một đặc tính cực kỳ thú vị khi các bạn nuôi cá chê. Và nếu bạn nào muốn nuôi cá chê panda thì có thể liên hệ với shop của mình. Nếu mua cái chê panda thì hãy liên hệ shop của Sơn Cường nha các bạn. Hay Omega cũng được. Giờ thì mình sẽ coi tiếp cái clip mà hai vợ chồng của anh Sơn Cường. Thì mình không biết Sơn Cường là bao nhiêu tuổi cho nên xin phép cho mình kêu Sơn Cường bằng anh nha các bạn nha. Mình thì sinh năm 92. Coi ha, coi clip luôn đi, hết nhớ nói gì luôn rồi các bạn. Tôi chơi cặp kép panda siêu to khổng lồ kiểu chuyện là chẳng hiểu bà vợ tôi kiếm đâu ra. Này là vợ ảnh à, đúng không? Mình cũng hay coi trên bên YouTube các bạn, chứ mình ít coi bên đây. Cặp kép panda có size khá là to, tính ra nó phải to hơn gần gấp đôi tuổi các kép panda bên xuất của mình. Và bây giờ sẽ đem chúng tập. Nhìn nó giống hồng két ha các bạn ha, nhưng mà size mini á. Cái này không biết phải hồng két lai với lai với con gì mà nó ra lai với con cá anh đào vậy đó các bạn. Mà nó ra con này không ta? Mình thấy con cá anh đào cũng giống như cá hồng két mà nhỏ xíu à. Vào hồ để cho sinh sản, cá kép panda sống khá là khỏe nên hồ nuôi chúng cũng khá là đơn giản. Bạn có thể nuôi chúng trong thùng xốp và thả thêm ít mèo. Việc khó khăn bây giờ là lựa chọn sao cho đúng một cặp có cả trống cả mái. Con trống thì có. Thì hồi lúc trước mình nhớ là cách phân biệt trống mái là mình hồi đó mình cũng có quay con này cho các bạn xem rồi đó. Là hai cái vây lưng với cái vây kêu bằng gì ta, vây bụng hay vây hậu môn gì của nó đó các bạn, thì nó quặp vô vậy nè. Con trống á thì cái quặp này của nó vô dài hơn, còn con mái thì cái đầu nó khác nữa các bạn. Cái đầu con trống con mái thì có u với không có u vậy đó. Có vây lưng dài tít ra phía sau đuôi, còn con mái thì có vây lưng ngắn hơn một chút xíu. Nhưng tới bây giờ mình vẫn hay bị nhầm con trống và con mái. Xong, thả chung.
Ông nói cho đã, tới giờ ông cũng nhầm con cháu con máy các bạn. Ở đây và đợi kết quả thôi nào. Để cho các bạn có thêm động lực nuôi các kép panda, vợ mình liền khoe một bầy các con của các kép panda bà vừa ghép cặp trong tuần trước. Hồi lúc trước mình cũng nuôi cặp á, mà không có được may mắn giống ảnh đâu. Mình nuôi cặp thì từ từ không biết làm sao có con đi các bạn. Rồi con kia mình nuôi cũng được lâu lắm, thời gian sau nhiễm bệnh gì đi luôn. Tụi này được cái một khi nó đẻ là nuôi không xuể luôn các bạn ạ. À. Và hẹn gặp lại các bạn vào phần tiếp theo của các panda khổng lồ này nhé. Khi vợ tôi vãi tôi có clip kiểu vãi cậu đó các bạn mình đó nha. Thì nói chung là hôm nay mình làm clip coi Sơn Cường, không phải mình bóc phốt hay gì hết các bạn. Mình rất là tôn trọng hai vợ chồng này nha. Hồi nói cho các bạn biết luôn là hồi đầu tiên mình coi clip về cá là mình coi của bạn Sơn Cường này nha các bạn. Thì nói chung Sơn Cường tạo cảm hứng cho mình làm clip rất là nhiều. Cho nên mình được, mặc dù mình bây giờ cũng chả là gì các bạn, nhưng mà để làm clip cho các bạn coi được cũng một phần của Sơn Cường góp vô nha các bạn nha. Thì cái clip hôm nay cũng dài rồi. Các bạn nếu thấy vui hay thì đăng ký kênh, like, share, ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Hết clip kiểu.